Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Đầm Hà. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Ban thường vụ huyện ủy làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Tech Home Ngân Hà. Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động đợt, đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. tọa đàm gặp mặt cán bộ nữ làm công tác dân vận. Hội thi giọng hát hay huyện Đầm Hà lần thứ nhất năm 2019. Giải Điền Kinh học sinh năm học 2018-2019 Nông dân huyện Đầm Hà đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân Ngày 4 tháng 3, Ban Thường vụ huyện ủy Đâm Hà đã có buổi làm việc với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Tích Hông Ngân Hà, huyện Hải Hà. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Tech Hồng Ngân Hà, huyện Hải Hà đã thông tin tới đại biểu về tình hình phát triển của công ty trong những năm qua, nhu cầu tuyển dụng lao động, chế độ tiền lương và cơ chế hỗ trợ của công ty đối với lao động. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Tech Hồng Ngân Hà tại huyện Hải Hà có các xưởng gồm xưởng vải và dệt, xưởng sợi, xưởng nhuộm, xưởng may với hơn 4000 công nhân đang làm việc. Trong số đó, lao động của huyện Đầm Hà làm việc tại công ty là hơn 1000 người. Lãnh đạo công ty mong muốn huyện Đầm Hà tiếp tục tuyên truyền để số lượng lao động của huyện đến với công ty ngày càng nhiều hơn và gắn bó lâu dài trong quá trình làm việc thay mặt Ban Thường vụ huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy chúc mừng những kết quả mà công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Tích Hồng Ngân Hà, huyện Hải Hà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng thông tin tới lãnh đạo công ty về số lượng lao động của huyện chưa có việc làm là hơn 2.000 người. Thời gian qua, huyện Đầm Hà đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tới người lao động trên địa bàn về nhu cầu tuyển dụng của công ty. Đồng thời, đồng chí bí thư huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với huyện Đầm Hà trong công tác tuyên truyền giới thiệu việc làm để đẩy mạnh tuyển dụng lao động. Công ty cần tăng độ tuổi lao động tuyển dụng lên, tăng mức thu nhập để thu hút được nhiều hơn nữa lao động, nâng mức hỗ trợ kinh phí đi lại cho lao động người Lâm Hà đi về trong ngày. Làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, cần có nhiều cơ chế, chính sách tốt hơn để thu hút ngày càng nhiều lao động tới làm việc, gắn bó lâu dài với công ty và thực hiện đúng chế độ, chính sách theo quy định cho người lao động làm việc tại công ty. Huyện Đầm Hà vừa tổ chức lễ giao quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên phủ. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, các đồng chí thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện. Năm 2019, lực lượng vũ trang huyện Đầm Hà tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc đối với bộ đội thường trực thiết thực từng bước vững chắc đối với sự bị động viên cơ bản thiết thực chất lượng đối với dân quân tự vệ Đổi mới phương pháp huấn luyện, tập trung nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chỉ huy hiệp đồng, khả năng làm tham mưu của đội ngũ cán bộ, huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng và xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Tổ chức huấn luyện gắn với phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và tiếp tục thực hiện chương trình lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới, hoàn thành tốt các nội dung kế hoạch theo tiến trình huấn luyện, tổ chức tham gia hội thi, hội thao giành thứ hạng cao, đảm bảo an toàn. Tại lễ gia quân huấn luyện, Ban Chủ huy quân sự huyện đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên thi đua giành ba nhất. Thời gian đợt thi đua từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 2019. Các đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2019. Nhân kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, ngày mùng 5 tháng 3, Ban Dân vận tỉnh ủy phối hợp với huyện Đầm Hà tổ chức tọa đàm gặp mặt cán bộ nữ làm công tác dân vận trong toàn tỉnh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1979 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Những năm qua, đội ngũ cán bộ nữ làm công tác dân vận đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế thông qua đó nhằm tạo cơ hội để chị em phụ nữ trao đổi kinh nghiệm công tác tạo sự gắn bó đoàn kết trong đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh trước đó các đại biểu đã đi tham quan một số điểm di tích lịch sử văn hóa giao lưu văn nghệ tại huyện đầm hà Nằm trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa thể thao các dân tộc huyện Đầm Hà, vừa qua, Ban tổ chức tuần lễ văn hóa thể thao các dân tộc huyện đã tổ chức cuộc thi giọng hát hay huyện Đầm Hà năm 2019. Tham sự hội thi có 16 thí sinh hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Đầm Hà. Tại đêm diễn, mỗi thí sinh đã thể hiện một ca khúc với chủ đề do ban tổ chức quy định, tập trung ca ngợi về Đảng, Bắc Hồ, quê hương đất nước, con người Đầm Hà, khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam. Do các thí sinh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu nên các tiết mục trình diễn trong đêm thi đều đảm bảo chất lượng. Đây là lần đầu tiên hội thi giọng hát hay huyện Đầm Hà được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ có dịp giao lưu trên lĩnh vực âm nhạc cũng như nâng cao kỹ năng thanh nhạc, qua đó phát hiện những thí sinh tài năng để bồi dưỡng tham gia hội thi giọng hát hay trên sóng phát thanh truyền hình Quảng Ninh trong thời gian tới. Kết thúc hội thi, giải nhất thuộc về thí sinh Lương Thị Thảo, đơn vị thị trấn Đầm Hà. Hai giải nhì được trao cho hai thí sinh Nguyễn Xuân Bình xã Sực Yên, Nguyễn Danh Tùng, thị trấn Đầm Hà. Ba giải ba được trao cho các thí sinh Hoàng Thị Cát, xã Tân Bình, Trần Văn Thúy và Bùi Văn Quyền, xã Quảng An. Ban tổ chức cũng trao 4 giải khuyến khích và các giải triển vọng cho các thí sinh khác. Vừa qua, huyện Đầm Hà đã tổ chức giải điền kinh học sinh tiểu học, trung học cơ sở năm học 2018-2019. Tham gia giải lần này có 19 đội với 146 vận động viên đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện cùng tranh tài ở 10 nội dung thi đấu. Trong đó, cấp tiểu học tham gia 3 nội dung, chạy 60m, bật xa tại chỗ, ném bóng xa. Cấp trung học cơ sở tham gia 7 nội dung, chạy 100m, chạy 200m, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng xa, chạy 800m nữ, chạy 1.500m nam, chạy tiếp sức 4 x 100m giải đình kinh học sinh được diễn ra thường niên trong mỗi năm học là nơi hội tụ đua tài của các em có năng khiếu và thành tích cao trong môn thể dục sau hai ngày thi đấu sôi nổi kết thúc giải đấu giải nhất toàn đoàn khối tiểu học đã thuộc về trường tiểu học thị trấn giải nhì trường tiểu học xã đầm hà quảng lợi giải ba trường tiểu học tân lập quảng an và quảng tân khối trung học cơ sở, giải nhất toàn đoàn thuộc về trường trung học cơ sở Tân Lập, giải nhì trung học cơ sở thị trấn và trung học cơ sở Quảng Tân, giải ba trung học cơ sở xã Điểm Hà, trung học cơ sở Đại Bình và trung học cơ sở Dực Yên. Thông qua đó là cơ sở để đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất, tiếp tục có những biện pháp chỉ đạo đúng đắn, chính xác, kịp thời, góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục thể chất và phong trào thể thao ngoại khóa trong mỗi nhà trường. Đồng thời, tuyển chọn và thành lập đội tuyển của huyện tham dự giải điền kinh học sinh tỉnh Quảng Ninh năm học 2018-2019 diễn ra vào trung tuần tháng 3 tới. Sau những ngày mưa kéo dài, những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện Đầm Hà đang tích cực xuống đồng, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ xuân trong khung lịch thời vụ tốt nhất. Gia đình ông Lê Văn Dương, thôn Tân Liên, xã Quảng Tân, vụ chiêm xuân này gieo cấy 16 xào lúa, Hiện, gia đình ông đang tập trung chăm sóc diện tích mạ đã gieo và xuống giống các cây màu như ngô, lạc. Nói chung là năm nay ra vụ ăn Tết xong, ra vụ chiêm thì nói chung là thời tiết thuận lợi. Dân nàng thì tập trung đang đến giờ phút này là gieo khoảng 90% của, 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 của cả thôn. Thế thì nói chung là, là, giờ phút này thì chỉ có, dân chỉ có khoai nước và bơm thuốc trừ cỏ. Còn tất cả này khoảng 90% là rau đã xong. Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2019, huyện Đầm Hà gieo cấy 2732 hecta cây trồng các loại, trong đó cây lúa chiếm 1223 hecta, cây ngô chiếm 573 hecta và các cây trồng khác. Để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền cho bà con nông dân về thời vụ gieo cấy, chuẩn bị các điều kiện về giống, vật tư, phân bón, chủ động điều tiết nguồn nước hợp lý, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân. Đến thời điểm này, cơ bản diện tích đất nông nghiệp của huyện đang tập trung gieo mạ, trồng các cây hoa màu. Năm nay, phần lớn các hộ nông dân trên địa bàn lựa chọn phương pháp gieo xạ để giảm công lao động và tiết kiệm chi phí, quyết tâm đạt và vượt năng suất sản lượng đề ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình đêm Hà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.